Lý Nam Đế. Lý Bôn, Lý Nam Đế lập ra nước Vạn Xuân hồi thế kỷ thứ 6, là ông vua thương dân. Tổ tiên ông người Hán, nhưng sống ở Nam lâu nên tiếng nói phong tục có phân biệt gì đâu. Ông nói bằng tiếng Việt, sinh hoạt như người Nam. Còn nơi sinh lý bí đang cần phải luận bàn. Xã Đức Giang, Hoài Đức nhận là nơi ông sinh. Ra Tết có lễ hội tổ chức khá linh đình. Gần đây nhiều tài liệu nói quê ông Thái Nguyên, chuyện quê quán rắc rối cũng gây lắm ưu phiền. Lại nói Lý Nam Đế làm vua một thời gian, nhà Lương cử tướng giỏi sang đàn áp Tương Tàn. Lý Nam Đế chống chọi rất anh dũng bền gan, nhưng thế địch quá mạnh, lực lượng ông suy dần. Ông chạy về khuất lão, địch bủa vây kín đồng, trời lạnh gặp nước lớn, đẩy ông đến thế cùng. Trước khi Lý Bí chết, đã giao lại quyền hành cho tướng Triệu Quang Phục, một nhân vật nổi danh. Triệu Việt Vương tiếp thời Lý Nam Đế. Đến thời Triệu Việt Vương, một anh hùng tài trí được dân chúng yêu thương. Lại nói chuyện Lý Bí về khuất lão Vĩnh Yên chết trao Triệu Quang Phục tất cả mọi binh quyền. Triệu Quang Phục hiểu rõ muốn đánh được giặc Tàu phải đánh lối du kích như tằm ăn lá dâu. Ông lui về Dạ Trạch thuộc Hưng Yên, Khoái Châu, củng cố lại binh lực hòng đánh địch dài lâu. Chính là Đầm Nhất Dạ, Chử Đồng Tử Tiên Dung. Truyền thuyết ta đã kể chuyện từ thủa vua Hùng, giống hệt Lương Sơn Bạc, Dạ Trạch đầy cỏ lau, ở giữa nổi gò cao, bốn bên sình lầy sâu. Cứ đến khi nước lớn, nghĩa quân lại theo thuyền, đánh tập kích nhỏ lẻ, không để địch ngồi yên. Nhân nhà Lương có biến, tướng tài Trần Bá Tiên phải rút về phương Bắc, họ Triệu nắm chính quyền. Nhưng chuyện vẫn chưa hết, Lý Bí có họ hàng đứng ra kêu dân chúng chống đối Triệu Việt Vương. Đó là Lý Phật Tử, cũng là một nhân tài, nhưng giấy binh đánh mãi vẫn cứ bị thua hoài. Lý Phật Tử nảy kế xin hàng kết thông gia, gửi con cho Quang Phục để hai bên giảng hòa. Nhưng con trai Phật Tử là gián điệp cài sâu, giống chuyện tình Trọng Thủy và cô nàng Mị Châu. Lý Phật Tử khởi đánh, Triệu Việt Vương thua liền, chạy ra biển tự vẫn, họ Triệu mất chính quyền.